Tin Anh Quốc Các giám mục Iceland kêu gọi bỏ phiếu không về đề nghị cho phép phá thai. Ngày 25 tháng 5 tới đây, Iceland sẽ trưng cầu dân ý về việc phá thai. Cuối tuần qua, một số giám mục Iceland đã kêu gọi người dân Iceland bỏ phiếu không về đề nghị thông qua luật cho phá thai. Trong một thư mục vụ phổ biến từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4 vừa qua, Đức cha Alan Migokian của giáo phận Rafo viết, Trong những tuần sắp tới, Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện sốt sắng để người dân Ireland sẽ chọn sự sống và sự sống của các phụ nữ và các trẻ em chưa được sinh ra sẽ luôn được yêu mến, được coi trọng, chào đón và tôn trọng tại đất nước này. Đức cha cũng nói rằng, khi thay đổi hay bãi bỏ một luật, chúng ta có nguy cơ làm mình dần trở nên mù với sự thật đằng sau nó, mặc dù tất cả những bằng chứng chúng ta cần đang ở trước mắt chúng ta. Ngài xác nhận rằng thời đại chúng ta có thể thấy rõ hơn trước đây là mọi sự bắt đầu từ lúc thụ thai. Đức cha nói tiếp, mọi lúc, từ khi thụ thai, đứa trẻ có trong mình toàn khả thể để trở thành bất cứ điều gì mà số phận có thể cho phép. Tất cả điều mà đứa trẻ cần là thời gian và sự nuôi dưỡng. Đức cha kiền cho rằng, thật là chớ trêu khi Ireland đang tranh luận để tước đi quyền của trẻ sơ sinh khi các chứng cứ khoa học về các yếu tố con người của đứa trẻ trong bụng mẹ rõ hơn bao giờ hết. Nhưng hiểu biết về các hoạt động của ADN và các chứng cứ rõ rệt của các hình ảnh siêu âm của những thai nhi trong những tuần đầu trong bụng mẹ lẽ ra khiến chúng ta dấn thân hơn để bảo vệ sự sống thai nhi. Đức cha Dennis Nutty của giáo phận Kilda và Lately nói rằng bỏ phiếu không với cuộc trưng cầu dân ý thôi chưa đủ thách thức thật sự với chúng ta là hoạt động hơn nữa để củng cố nền văn hóa tôn trọng sự sống ủng hộ sự sống phải có nghĩa là bảo vệ những người cần được bảo vệ trong xã hội của chúng ta ngài kết luận chúng ta hãy tận hiến mình cho sứ vụ thiết yếu và được chúc lành này